lên đi 6 nè, 140 kg, đi 6 miền Tây này, thấy gai nhím nè, trái nó tròn đều nè nha. Hai bữa nữa là chín nha cô chú anh chị, nó chưa rớt cái đĩa nữa, có cái đĩa trên đây nè. Đó, nó rớt cái này xuống, nó còn cái cuốn dưới này không á, nó gần chín nè, nó chưa rớt nữa, mới cắt còn tươi trong mà xanh lè luôn. Đó, ở trong nhà có được một rổ nữa, lên được khoảng chừng, em đoán chắc khoảng chừng hơn 200 kg đi 6 à. Này có thái chín nè, này có đi 6 miền Tây lên rồi nha cô chú anh chị. Cuối tuần cô chú anh chị tới đây là có đi 6 miền Tây á. Bữa giờ không có hàng bán, nay bà chủ lên hàng, lên đi 6 rồi. Bữa giờ bán sầu thái không? Thái em nó hơi chậm một tí. Nó hai trái to luôn hả? Nó ba trái to luôn. Quá dữ. Này, con mình tới tiền cua giờ nha cả nhà. Đạt thì chưa có qua. Chị muối luôn. Chú bồ, chú bồ đạt xuất hiện, chú bồ có tiền. Chưa đâu. Chưa xuất hiện. Này của ảnh luôn hả? Dạ. Bốn hộp rồi. Rồi trái nữa nhanh nè. Tiền khui tốc hành có chưa tới 2 phút xong trái. Thì tội đó của anh hiểu gì mà camera nhìn đẹp quá vậy ta. Nó bồ hả? Ra nhìn đẹp quá. Này còn thấy to to không à, hôm bữa thấy mini này thấy to không à. Cái lô đi 6 miền Tây mới lên nhìn ngon lắm nha cô chú anh chị. Chút em quay cho, để bé Tiên cua xong quay cho. Thấy gai nhím là trái tròn. Ai mua sống thì đem về thì được, chứ này chưa chín đâu, chắc 2 ngày nữa mới chín ha. Chưa rớt đĩa nữa mà, 2 ngày nữa, hai ngày nữa là chủ nhật cuối tuần ra mấy mới chín. Giá đi 6 giờ rất là cao luôn nha cả nhà. Cầu thái 101 chứ đi 6 140 luôn đó, không biết có lên nữa hay không. Lên được sáng nay lên được 4 rổ ha, 4 rổ này cũng được 200 kg à. Đâu lấy hộp nữa đi, miễn cưỡng gì hả? Ở đây còn nữa hả? Đúng không? Rồi, đó. Dạ, 1.340.000 anh. Wow. 1.3 đi sáu đợi hơn đúng không? Dạ. Đi sáu ăn cũng đợi hơn đúng không? Ít hơn. Đi sáu nó dễ, nó béo lắm nè. Cơm nó vàng hơn, nhưng mà này đi sáu không có chín. Dạ. Này có sầu thái. Thái có chín rồi chứ đi sáu chưa chín. Rồi cho ảnh 7 hộp luôn. Nhận được rồi anh.
có trợ lý thông báo. Quá dữ luôn, mà mình cô tiên sáng xử quá dữ luôn. Tới chị gái ha, tới anh này. Anh tới chị trước. Chị trước. Chị một ngày chị trước. À, hai trái vừa thôi hả? À, có hai ký mấy là vừa đó. Hai bịch ba bịch thì mới được một bịch nào đó. Nhiều lắm ạ. Triệu ba. Mua trái lại hơn. Thái mua trái lại hơn ha. Triệu ba là khoảng 4 ký mấy á. Khoảng 4 ký 3 đi, này cân lên nhiêu? Trời, 5 ký rưỡi rồi còn hợp. 6 ký mấy à. Anh mua trái lại hơn này cả nhà. Gần 6 ký rưỡi. Triệu 8 mấy rồi, gần triệu 9. 6 ký lần triệu 8 rồi, nửa ký 100 rưỡi nữa, gần 2 triệu chứ. Rồi, cảm ơn anh. Có 1 triệu từ mấy à, mua trái lại hơn. Kiểu vậy là nó mềm mềm rồi đó, không có khô. À ngoài. Dạ. Không. À, lấy băng keo ràng lại nữa. Máy không hết rồi. Trời ơi to quá. Ok luôn hả? Đóng cái thùng nữa nha. Cái này nhẹ nhẹ ta nha. Về mạnh quá là lát lát luôn là nó nát hết đó. Nó nát sầu riêng hết. Có băng keo kìa. Ở nhà anh lấy anh dán. Đó, có tiền hạ xuống luôn. Hạ xuống lấy băng keo kéo nha. Kinh nghiệm ha, kinh nghiệm đóng thùng này quen rồi đó. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Rồi, băng keo kéo lại. Quá lịch sự luôn. Luôn nha. Bây giờ 6 kg rưỡi cơm. Chị, lại dây nè. Lại dây nha. Cơm vàng. Tiện luôn. Ngồi ghế đi anh. Ghế vậy được anh. Ghế này chắc 6 5 ký mấy. 5 ký 7 2 cái chị 630 nha. Lấy hộp đó tiền. Phụ vô lấy hộp đựng ra giùm con mình à. Sáng nay có một mình thôi. Một mình vô tiên quán xiên hết luôn nguyên cái dừa sầu riêng quá dữ à. Quá to. Trái đã trong khoảng hơn 5 kg rồi. Hôm nay hết mini rồi, còn lớn hơn không hả? Trái đã nghe tiếng rồi chứ, nó còn ráo để coi cơm. Ok hả? Đeo lắm. 503. Rồi, 503, 4 kg rưỡi. Cơm gà như dọn trễ sao không em ta?
giờ này là dọn xong hết rồi. Anh chị chín này mềm hả? Vậy là anh ra thịt ăn sao? Ăn mềm giống vậy hả? Mình phải nha. Thử cái ngọt hơn chưa? Ngọt hơn nữa nha. Rồi đó còn một cái muối đó nữa đó. Hai trái mềm luôn nha. Lựa hai trái mềm Đạt ơi. Anh thích ăn mềm. Mấy ký, tới khoảng mấy ký à? Khoảng 4 ký á. Tới khoảng 4 ký. Tầm 2 hộp ký của chị nghe là vừa nè. Đâu, cái 4 ký bỏ nhiều lắm mà. Một cái 4 ký là tới 2 hộp luôn á. 1 ký là 2 hộp, 2 trái nhỏ. Một tầm 2 trái bằng của em. Có trọng lượng vậy á. Rồi, có trọng lượng vậy. Miếng ăn sao kìa không được hả? Nó ăn sầu riêng rồi chứ nó không cắn đâu sợ. Sao? Ý vậy chứ. Chị em bù cái đó nghe chị. Bỏ sao cho nó phù hợp đây. Về ăn thôi chứ không có mua giùm đúng không? Em thấy cái trái này luôn đi. Cái trái này nó mềm đúng không? Thêm hả? Trên trái này hả? Cái gì? Ngay ngay ngay, 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 ngay,
để coi chị lấy thêm cái này 206 phòng màu để bên luôn đi, để cho anh có chưa đạt để cái phòng đi mà đi rồi nó nằm dưới bột rồi 630 cộng thêm 260 nha. Tính lộn rồi đó, 503 206 nữa là 760. Đúng rồi, 760. Đúng rồi. Tại hồi nãy hai giá đầu tiên là 630 đúng không? Đổi lại là thành 503 rồi. Có cameraman 206 nha. 206 với 500 là 760. Ok chưa? Rồi. Thì quá có mình nhớ, mình cô tiên rối hết luôn. Không rồi, nãy nhớ hai giấy đầu tiên thì đó, đổi xong cái quên luôn. Cái này có không? Có cái đó bù với cục này. À bù. Bù được người ta ba muối nha. Chị cho em cái hộp nhỏ phía sau lưng chị luôn chị. Hộp đen á? Bên trên. Ừ đúng rồi. Ê, quá uy tín. Một cái hộp này với hai cục đó anh chị. À bù này ngon lắm. Để cái này đi cho một khác nha. Để em đi ngồi. À. Cái người phải ra ngồi. Cái này ai ăn béo nhiều là ăn được. Tiếp tục cô tiên vui tiếp tục. Cơm gà hả con? Bơi cơm gà với bơi. Đâu rồi ta? Thích ăn mềm. Gà kìa chú. Ủa, chú chị ba hộp ấy là... Đây hộp này nó bỏ đó, riêng rồi chị. Nó quả này 3,4 374 nè 706 618 nha. Ăn chuẩn đấy. Cái này là hơn đúng không? Tí để cho mình một hồ hết chân không nhé. Dạ được rồi. Đạt lấy giùm cho mấy cái hộp này nữa đạt. Con hộp phúc chân không. Ôi, của anh này ngon nè. Cắt rồi biết là ngon rồi. Màu sao vàng ta. À, ok. Giờ trái đầu tiên ngon vậy à, trái thứ hai là phải ngon hơn đúng không? Ừ, nó vàng rồi. Trái này thì nó ngậy nè. Ngon thì... Nó
chưa ngọt hẳn đúng không? Cái này là chưa ngọt hẳn đúng không? Này là dưa ngoài vừa béo với ngọt á. À, thôi ăn cái này thôi là vừa. Chưa thêm gia vị nào hết. Dẻo dẻo. Để khu nốt cái này luôn rồi chị. Mềm hơn là nó sẽ ngọt hơn. Cần riêng là nhiều hơn. Nó không, kiểu chung hết bạn. Tối qua ấy đóng cửa sớm nhỉ? Dạ, cũng 10 giờ á. Có bữa hơn, có bữa thì 10 giờ. Mới lên chưa chín, 2 ngày nữa nó mới chín. Khách vô hỏi sorry đó nha. Xin sorry luôn. Rồi công ty sáng nay làm một tăng luôn, quá dữ luôn, xuất sắc. Sáng nay cũng bị nhãn luôn. Đây, để em quay ri 6 cho cô chú chị mình coi nha. Đó, lên ri 6 nè. 104kg ri 6 miền Tây. Này thấy gai nhím nè, trái nó tròn đều nè nha. Hai bữa nữa là chín nha cô chú anh chị. Nó chưa rớt cái đĩa nữa, có cái đĩa trên đây nè. Đó, nó rớt cái này xuống, nó còn cái cuốn dưới này không á, nó gần chín nè, nó chưa rớt nữa. Mới cắt, còn tươi trong, còn xanh lè luôn. Ở trong nhà có được một rổ nữa, lên được khoảng chừng em đoán chắc khoảng chừng hơn 200kg ri 6 à. Bữa giờ không có hàng này, kiếm được hàng ri 6 rồi quá dữ. Ngày sáng vô có ba khách mà con tiên khui quá trời trái luôn, người nào cũng mua hai ba trái không. Nãy anh kia mua ba trái to tới 1.3 triệu. Sáng giờ con tiên xuất sắc.
mình kiểm tra kỹ cho khách nó có sườn không đó nha các anh chị. Sáu giá cao mà không có hàng đi sáu này mới có đó chứ mấy bữa rồi không có gì sáu luôn. Đi sáu 140 ký nữa. 640 mắc hơn Thái Thái không. 300 ký à. Ký ký gần 300. Ký gần 300. Đây 2 ký đi. Là 3 ký nói từ từ lên nữa đó nãy. Nãy 2 ký rồi lên nữa 2 bạn. Phân đã có 2 hộp. 2 hộp chắc hơn 1,5 ký. Em bao tay ship lại cho cô. Dạ 1 ký 650 gram cô. 495. Tới cho đủ 2 ký luôn là 3 lạng rưỡi nữa. Quất luôn trái của cô luôn cho một vị. Trái của cô luôn á. Nãy giờ cô còn học nè. Không được. Cân luôn coi nhiêu. Bóp cho nha. 2 ký 30 gram.